Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh nha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn em Lan nha. Sẽ có một số hoa giấy gồm có nhiều màu thái, tím siêu bông và một số dòng lá xanh siêu bông của anh chị em. Muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi anh chào Lan. Dạ em chào anh Thái. Dạ con mến chào quý cô chú quý anh chị ạ. Vậy thì địa chỉ nhà vườn của con ở xã Long Mân A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Dạ số điện thoại cũng là số Zalo của con, dạ 0763234343. Hôm nay con có một số mặt hàng qua giấy hình phẩm muốn giao lưu đến quý cô chú anh chị ạ. Con rất mong mọi người thương tình ủng hộ con nha. Dạ rồi, con xin phép lên mã số 1 ạ. Bữa nay là clip B à. Dạ 1B. Con xin đo thông số luôn. Tổng chiều cao con đo được là 74. Dạ tán là 60. Vành củ con đo được là 13. Cây mã 1 này con giao lưu cho mình là 250. Có hai cây màu. Này hai màu, tím dạ. Huế và cẩm thạch tím siêu bông. Rồi, con xin phép xuống mã 1. Con lên tiếp cho mình mã 2. Mã 2 là một cây cẩm thạch tím dòng siêu bông. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 70 à. Dạ tán là 65. Vành cũ con đo được cho mình là 11. Dạ, mã 2B này con cũng giao lưu cho mình là 250.000 cho mã 2 ạ. Rồi, con xin phép xuống mã 2. Con lên tiếp cho mình mã 3. Dạ, mã 3 là một cặp ạ. Cây rất đẹp của anh em, rất thoáng à. Rồi, con xin phép ra thông số luôn. Tổng chiều cao con đo được cho mình là 65. Dạ, tán là 63. Vành cũ con đo được cho mình dạ 14. Cây bên đây là tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 68. Dạ tán là 47. Vành cũ con đo được cho mình 14 à. Rồi mã 3 này con giao lưu cho mình là 430.000. 430.000 cho mã 3. Một cặp hai cây quý anh chị em. Dạ. Rồi con xin phép xuống mã 3. Con lên tiếp cho mình mã 4. Dạ mã 4 cũng là một cặp cẩm thạch tím dọc siêu bông luôn. Dạ mã 4. Con xin phép đo thông số à. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 62. Dạ tán là 54. Vành cũ con đo được cho mình dạ là 14 à. Còn cây bên đây là tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 61. Dạ tán là 41. Vành cũ con đo được cho mình dạ là 12 à. Rồi mã 4 này con giao lưu cho mình là 420.000. 420.000 cho mã 4 luôn. Rồi con số mã 4 à. Con lên tiếp cho mình mã 5. Dạ. Mã 5 cũng là một cặp cẩm thạch tím siêu bông. Xin phép ra thông số luôn à. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 54. Dạ tán là 57. Vành cũ con đo được cho mình dạ 12. Cây bên đây là tổng chiều cao của cây con đo được cho mình 57. Dạ tán 57 à. Vành cũ là 13 à. Rồi, mã 5 này con giao lưu cho mình là 430.000. 430.000 cho mã 5. Một cặp hai cây quý anh chị em. Dạ. Con xin phép xuống mã 5. Con lên tiếp cho mình mã 6. Mã 6 cũng là một cặp cẩm thạch tím luôn. Mã 6. Quá trời quá cái tán à. Trông dạ. Cực kỳ xe bông. Con xin phép đo thông số luôn. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình 63. Dạ tán 61. Vành cũ là 17 à. Cây bên đây là tổng chiều cao của cây con đo được cho mình 62. Dạ tán 57 à. Vành cũ con đo được cho mình dạ là 14. Rồi mã 6 này con giao lưu cho mình là 450.000. 450.000 cho mã 6 ạ. À. Rồi con xin phép xuống mã 6. Con lên tiếp cho mình mã 7. Mã 7 là một cây cẩm thạch nhiều màu. Dạ, con xin phép đo thông số. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình 58. Dạ tán là 45. Vành cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 25. Mã 7 này con giao lưu cho mình là 420.000 ạ. À. Gồm có cẩm thạch cam cầu vồng, cẩm thạch tím tiết và cẩm thạch tím siêu bông. Dạ, rồi con xin phép xuống mã 7. Con lên tiếp cho mình mã 8. 8 là một cây ghép nhiều màu. Nhiều màu lá xanh đúng không chị em? Dạ. Con xin đo thông số luôn. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình 63. Dạ tán là 56. Vành cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 18. Rồi mã 8 này con giao lưu cho mình là 280.000. 280.000 cho mã 8 ạ. Gồm có red pizza, tím tiết, hồng tiết và dưa hấu vàng đúng không chị em? Rồi con xin phép xuống mã 8. Con lên tiếp cho mình mã 9. Cũng là dòng ghép nhiều màu luôn à. Mã 9. Con xin phép đo thông số nha. Tổng chiều cao con đo được cho mình là 71. Dạ tán là 71. Vành cũ con đo được 18 à. Rồi mã 9 này con giao lưu cho mình là 280.000. 280.000 cho mã 9 luôn. Gồm có trắng tiết, tím tiết, hồng tiết, Kayata và Red Bia 5 dạ. màu. Con xin phép xuống mã 9. Con lên tiếp cho mình mã 10. Dạ mã 10 à. Cũng là một dòng ghép nhiều màu luôn. Con xin đo thông số nha. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 69. Dạ tán là 67.
mình cũ con đo được cho mình dạ là 19 ạ. Rồi mã 10 con giao lưu cho mình là 280.000. 280.000 cho mã 10 ạ. Gồm có tím tuyết, trắng tuyết, hoặc tím lửa mới, red pizza, kayata. Cũng vẫn là 5 màu quý anh chị em. Rồi con xin phép xuống mã 10. Con lên tiếp cho mình mã 11, mã 11. Cũng là đồng kép nhiều màu luôn. Con xin phép đo hông số luôn. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 72. Dạ tán là 58. Mình cũ con đo được cho mình dạ 21 à. Mã 11 con cũng giao lưu cho mình là 280.000. 280.000 cho mã 11 à. Dạ. Cây dáng bay. Con xin phép số mã 11. Con lên tiếp cho mình mã 12. 12 cũng là một cây ghép tương tự như vậy. Con xin phép đo hông số luôn. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 69. Dạ tán là 63. Hoành cũ con đo được cho mình dạ là 14. Rồi à, mã 12 này con xin giao lưu cho mình là 280.000. 280.000 cho mã 12 ạ. Rồi con xin phép số mã 12. Con lên tiếp cho mình mã 13. Mã 13 là một cây cẩm thạch tím trồng siêu bông à. Dạ con xin đo hông số. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 64. Dạ tán là 70. Hoành cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 25. Rồi mã 13 này con giao lưu cho mình là 380.000, 380.000 cho mã 13. Toàn dày đặc quý anh chị em. Dạ. Con xin phép số mã 13. Con lên tiếp cho mình mã 14. Mã 14 cũng là một cây cẩm thạch tím dòng siêu bông luôn. 14. Cây này nguyên cái đế đặc. Dạ. Con đo hông số luôn nha. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 66. Dạ tán là 67. Hoành cũ con đo được cho mình dạ là 18. Rồi mã 14 con cũng giao lưu cho mình là 380.000. 380.000 cho mã 14 à. Dạ con xin phép xuống mã 14. Con lên tiếp cho mình mã 15. 15 là một cây cẩm thạch tím dòng siêu bông luôn. Con xin phép đo hông số. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 63. Dạ tán là 60. Hoành cũ con đo được cho mình là 17. Dạ, mã 15 này con giao lưu cho mình là 260.000. 260.000 cho mã 15 à. Rồi con xin phép số mã 15. Con lên tiếp cho mình mã 16. Cẩm thạch tím siêu bông tàn nón size lớn quý anh chị em. Dạ. Con xin phép đo hông số luôn. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 120 à. Dạ, tán là 72. Hoành cũ con đo được cho mình dạ 27. Mã 16 này con giao lưu cho mình là 550.000. 550.000 cho mã 16. Rồi, con xin phép số mã 16 nha. Con lên tiếp cho mình mã 17. 17 cũng là một cây cẩm thạch tím dòng siêu bông luôn. 17. Cây này thế bonsai rất đẹp anh chị em. Dạ, con đo hông số luôn. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 101. Dạ, tán là 65. Hoành cũ con đo được dạ 15 à. Rồi, mã 17 này con giao lưu cho mình là 380.000. 380.000 cho mã 17 à. Rồi con xin phép số mã 17. Con lên tiếp cho mình mã 18. 18 là một cây ngũ sắc thái. Dạ con xin phép đo hông số luôn. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 76. Dạ tán là 53. Hoành cũ con đo được cho mình là 20. Mã 18 này con giao lưu cho mình là 280.000. Cây này 6 màu anh chị em, gồm có màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng, trắng phất hồng và màu hồng phấn mới nha. Dạ, con xin phép số mã 18. Con lên tiếp cho mình mã 19. Mã 19 cũng là một cây ngũ sắc thái luôn. 19. 6 màu luôn. Dạ, con xin phép đo hông số. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 83. Dạ tán là 56. Hoành cũ con đo được cho mình dạ là 22. Mã 19 này con giao lưu cho mình là 300. 300 cho mã 19 ạ. Dạ, con xin phép số mã 19. Con lên tiếp cho mình mã 20. Mã 20 cũng là một cây ngũ sắc thái luôn. Rồi con xin phép đo hông số à. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 79. Dạ tán là 54. Hoành cũ con đo được cho mình dạ là 19 à. Mã 20 này con giao lưu cho mình là 300. 300 cho mã 20 à. Cũng vẫn là 6 màu quý anh chị em. Dạ. Rồi con xin phép số mã 20. Con lên tiếp cho mình mã 21. 21 cũng là một cây thái luôn. 21. Cây này gồm có màu vàng, màu hồng, trắng phớt hồng, màu hồng phấn và màu cam của anh chị em, thiếu màu đỏ nha. Dạ, con xin phép đo hông số à. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 80.
Dạ, tán là 62. Bình cũ ở đây con đưa được cho mình. Dạ, là 20 à. Rồi mã 21 này con giao lưu cho mình 300 luôn. 300 cho mã 21. 5 màu. Dạ, con xin phép xuống mã 21. Con lên tiếp cho mình mã 22. 22 cũng là một cây ngũ sắc thái luôn. Dạ, tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 86 à. Dạ, tán là 51. Bình cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 15. Mã 22 này con giao lưu cho mình là 300. 300 cho mã 22. Đủ 6 màu quý anh chị em. Dạ, con xin phép xuống mã 22. Con lên tiếp cho mình mã 23. 23 là một cây ghép nhiều màu lá xanh à. Rồi, con xin phép đo hông số à. Tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 100 à. Dạ, tán là 68. Bình cũ ở đây con đo được cho mình dạ là 16. Mã 23 này con giao lưu cho mình là 340.000. 340.000 cho mã 23. Cây này thì gồm có tím lá xanh quý cô chú anh chị em. Trắng tiết, tím tiết, hồng tiết, hồng lửa, red bia. Dạ, 6 màu. Phép xuống mã 23. Con lên tiếp cho mình mã 24 cũng là mã cuối clip của con. Dạ, mã 24. À, con xin phép ra hông số luôn. Cây này lứa nhiều màu. Dạ, tổng chiều cao của cây con đo được cho mình là 99 à. Dạ, tán là 76. Bình cũ con đo được cho mình dạ là 16. Mã 24 này con giao lưu cho mình là 350.000. 350.000 cho mã 24 ạ. À. Cây này gồm có cam lửa, đỏ lửa, ruby tím lửa, hồng lửa, trắng lửa quý anh chị em. Dạ. Rồi, con xin phép xuống mã 24 à. Dạ, cuối clip à, em cũng xin cảm ơn anh Thái. Dạ, con cảm ơn quý cô chú quý anh chị thời gian qua đã thương tình ủng hộ con cũng như ủng hộ anh Thái à. Con chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe nha, nhiều niềm vui trong cuộc sống và thương tình ủng hộ con. Dạ, con rồi, chào, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, vườn em Lan nha.